Xin chào tất cả các bạn đã đến với bộ quay trực tiếp của Thẩm Mỹ Viện Dr. Vĩnh và Đường Trơ Tẩy. Hôm nay bên mình vừa thực hiện xong phương pháp phun mài tán hạt nha các bạn. Đây là hình ảnh mài của chị trước và sau khi thực hiện xong nha. Các bạn có thể thấy là chân mài của chị trước khi thực hiện thì phần lông của chị rũ xuống rất là thấp. Ngoài ra thì cái mài của chị lông mài rất là nhợt luôn nha các bạn. Phần chân mài rũ xuống rất là thấp làm cho khuôn mặt của chị nhìn rất là buồn và tối, nhìn khuôn mặt trông rất là tái nhợt luôn nha. Thì đây là hình ảnh mài của chị vừa mới thực hiện xong phương pháp phun mài tán hạt nha. Sau khi thực hiện xong thì chị có chân mài mới hoàn chỉnh, phần lông của chị được nâng cao hơn giúp cho phần mắt của chị nhìn sáng và trẻ hơn. Đặc biệt là phương pháp phun mài tán hạt nhìn chị có một cái cặp lông mày rất là tự nhiên, rất là đẹp nha các bạn. Chân mài vừa mới thực hiện xong luôn nha các bạn, nhìn rất là tự nhiên, cái màu nhìn cũng rất là đẹp luôn nha, nhìn chị trẻ hơn rất là nhiều luôn nha các bạn. Đây là phương pháp phun mài tán hạt. Các bạn đang có nhu cầu thì hãy để lên số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp đến số 0905388576 để được tư vấn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi buổi quay ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở buổi quay sau.